Rồi, sau khi hai đối tượng đó va chạm nhau và đã biến mất, các bạn thấy đây, cái viên đạn tại sao nó vẫn còn nằm ở vị trí này? Là do cái viên đạn khi mình bắn tới vị trí trên đây của màn hình, nó vẫn còn tồn tại ở đây và nó vẫn chưa có biến mất. Nên khi mình bắn viên đạn lên, nó đứng ở đây và cộng dồn. Sau đó những viên đạn tiếp theo bắn lên sẽ đứng ở đây tiếp và đẩy xuống màn hình mình. Thấy không? Đẩy xuống từ từ nè. Bây giờ mình phải xét một cái nữa là sau khi viên đạn bay đến đích thì nó tiến hành một thao tác là xóa nó đi. Và quái vật sau khi nó đã bay đến đích dưới đây thì nó cũng tiến hành một thao tác là xóa nó đi. Kéo về cái hàm viên đạn đây, viên đạn move to y, mình sẽ có một cái action nữa là action remove. Này nó làm gì đây? Action remove này nó thực hiện thao tác là remove from parents. Và nó làm gì? Nó sẽ làm hành động là sau khi làm xong hành động action move thì nó sẽ thực hiện là thao tác viên đạn chấm ring action. Action gì? Action remove. Và quái vật cũng vậy. Sau khi quái vật tiến hành thao tác di chuyển đến đích thì nó sẽ tiến hành thao tác là remove. Và cái remove này cũng skaction.remove from parents. Và lúc bây giờ không còn là ring action như bình thường nữa, mà ở đây nó có một cái hành đó là completion. Completion là gì? Sau khi mình làm hành động di chuyển đến đích thành công rồi thì nó sẽ làm hành động thứ hai trong ngoặc này, đó chính là quái vật chấm ring action. Action gì? Action remove. Bây giờ tiến hành chạy lại. Bắn chim. Rồi, mình đã va chạm hai đối tượng được rồi đó. Bây giờ cái hàm enum lúc đầu mình tạm ở đây, mình tạo ở đây để làm gì? Bây giờ như thế này, ở đây thay vì mình định nghĩa viên đạn có tên là số 1 và có thể va chạm với hằng số 2 thì hằng số 1 và hằng số 2 ở đây nó cũng được hiểu như là thằng quái vật hay quái vật ở trên đây. Viên đạn số 1, quái vật số 2, viên đạn số 1. Ở đây thay vì mình ghi số 1 thì mình ghi là vật khởi chấm viên đạn chấm raw value. Thì lúc bây giờ có đoạn code này nó cũng tương ứng với lại là số 1. Và cái hằng số 2 ở đây mình cũng có thể hiểu với lại là vật thể chấm quái vật chấm raw value. Có nghĩa là viên đạn thuộc nhóm viên đạn có thể va chạm với lại nhóm quái vật. Và quái vật cũng vậy, quái vật thuộc nhóm quái vật chấm raw value và có thể va chạm với lại nhóm viên đạn. Rồi, mình chạy lại. Rồi, nó va chạm. Thì ở bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn va chạm với hai đối tượng, rồi di chuyển một đối tượng và bắn đối tượng nó biến mất khỏi màn hình. Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.